Hậu vệ Malaysia chơi xấu Văn Hậu bị cấm thi đấu 2 trận, phạt 1.000 USD. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF, đã đưa ra án phạt đối với hậu vệ Azom Admimurat sau tình huống đá vào đầu. Văn Hậu trong trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam trên sân Mỹ Đình, vòng bảng AFF Cup 2022. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF, thông qua cuộc họp của Ủy ban Kỹ thuật và Đạo đức, xác định hậu vệ Malaysia Azom Admimurat đã phạm lỗi thô bạo với hậu vệ Đoàn Văn Hậu trong trận gặp Việt Nam trên sân Mỹ Đình hôm ngày 27 tháng 12, vòng bảng AFF Cup 2022. Cầu thủ này bị trọng tài người Nhật Bản Yuji Sato rút thẻ đỏ ngay trong trận đấu. Theo đó, Azom Admimurat bị treo giò 2 trận bắt đầu từ trận đấu với Singapore tối nay mùng 3 tháng 1 trên sân nhà trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng B AFF Cup 2022. Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng phải nộp phạt 1.000 USD trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định. Anh được yêu cầu thi đấu chuẩn mực và không lặp lại hành vi chơi xấu trong các trận sau nếu không muốn bị xử lý nghiêm khắc. Trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia, đội chủ nhà gặp bất lợi về lực lượng khi Văn Toàn nhận 2 thẻ vàng phải rời sân. Tuy nhiên, tình huống phải nhận thẻ đỏ của Azom Admimurat ở phút 62 đã trở thành bước ngoặt trận đấu. Đội tuyển Việt Nam cân bằng quân số và được hưởng một quả phạt đền. Trung vệ Quế Ngọc Hải đã thực hiện thành công để nâng tỷ số lên 2-0. Những phút còn lại, Hoàng Đức ghi thêm một bàn thắng giúp đội chủ nhà đánh bại những con hổ Malaya 3-0.